Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại đến với một cái cây sung cực xấu anh em ạ. Cây này đã được tôi cắt định hình rồi. Thì như tôi đã chia sẻ thì những cây phôi đẹp thì mình không nói làm gì anh em ạ. Tôi không thiếu những cây phôi đẹp đâu. Nhưng mà những cái cây phôi đẹp thì tôi ít dùng cái phương pháp uốn lắm. Tại vì những cái cây phôi đấy thì mình nuôi cành nó to nên là mình cắt giật anh em ạ. Để tạo ra những cái cút rồi mình mới bắt đầu mình uốn. Như cây này là hiện tại là chưa có cút anh em này. Nhưng mà những cái cây này thì mang ra nó giống như là một chủ đề, một bài toán đấy. Thì anh em cùng giải. Thì ý của tôi là tôi để cái cành này lại anh em này. Để mình đưa ngược nó về phía trước. Còn theo anh em thì tí nữa cứ lên cắt nó đi không thì anh em cứ bình luận phía dưới. Những cái cây này mình làm cho đẹp thì rất khó. Và cái cành này này. Cái cành này thì nó lại nằm trong một điểm âm này anh em. Ở điểm nõm này thì gọi là điểm âm đấy. Thì nó cái cành này gọi là cành không hợp lý này. Nhưng mà tí nữa tôi lại đưa vòng nó lại. Mình thử làm những cái cây mà nó trái ngược với tự nhiên xem nào. À, trái ngược với cách anh em thường làm thì xem thử nó tí mình nhìn nó có được không. Và uốn hết nhé, không bỏ cành nào đi. Những cái cây này thì nó xấu rồi coi như hư thì bỏ. Tôi cũng cứ mang ra thực tập mấy cái cây này. Còn dáng thế truyền thống thì ai cũng làm được anh em ạ. Mình nhìn người ta thì mình làm giống thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình ý mình muốn là nó sáng tạo ra cái cách làm của mình ấy. Cái này thì dễ, nó đang rất khỏe này. Cái này thì mình trồng trong chậu này thì 1-2 năm thì mình nâng rễ nó lên thì bệ nó lại đẹp. Thế hôm nay tôi làm cái cây này thì anh em theo dõi cho vui, có gì thì cứ góp ý cho tôi nhé.
Đây tôi quấn sơ cho nó qua là đây nha. Thì còn cái phần ngọn đây thì mình phải chờ nó ra một vài cái mầm ở đây nữa anh em ạ. Đây này, những cái lách lá này. Này sau này nó ra những cái điểm mầm, đây là mình đưa những một số cành ra đây nữa thì cái phần ngọn nó hoàn chỉnh anh em ạ. Giờ do nó thiếu cành đấy, cả sau này nó ra một cái cành ở đây thì mình tôi demo sẵn một cái cành ở đây nữa. Cái cành này thì sau này nó bay tạt lại đây. Thì mình cứ nuôi cái thân này nó to lên rồi sau này mình cắt dập lại thì mình cứ uốn theo một cái đường demo sẵn thế này. Còn ý của anh em thì chơi cây thì mỗi anh em một phong cách, thì ý của anh em thì như này đã phù hợp chưa, hay là anh em có một cái dáng thế nào nó khác hơn thì anh em cứ bình luận phía dưới. Tại vì tôi uốn cây thì cũng không đẹp cũng lắm đâu. Cái cành này cũng chưa hợp lý anh em này, do nó trùng mấy cái cành này. Nhưng mà khi cái cành này nó ra mầm ở điểm này chẳng hạn thì mình sẽ cắt cái cành này đi và mình đưa cái cành đấy sang bên này. Bây giờ nó chưa đủ cành thì mình cứ uốn vậy mình chơi tạm này. Rất nhiều cành vẫn chưa hợp lý anh em ạ. Nhưng mà khi uốn thì mình vẫn mượn cành. Người ta gọi là biện pháp ăn gian đấy. Sau này nó ra cành dăm nhiều như này này thì mình uốn cái này vài lần thì cây cứ từ từ nó đẹp lên dần anh em ạ. Cái cành này có hai phương pháp, một là mình đưa về phía trước. Đưa về phía trước thì mình thấy nó nặng đầu này, nó nặng về phía trước. Nhưng mà có một phương pháp là mình áp nó vào đây để mình đưa nó chạy về phía sau. Nó có nhiều đường làm cây lắm anh em ạ, nhưng tôi muốn làm một cái đường nó khác đi, khác đi với bình thường. Chứ bình thường thì đúng ra thì cái cành này thì nên phải áp vào đây để đưa nó về phía sau rồi. Làm cây thì cứ phải sáng tạo anh em ạ. Ba chiều nhá anh em, chiều nào cũng có cảnh hết. Cái phần ngọn này đáng lẽ mình phải bấm đi ở đây này anh em. Trong trường hợp là cái cành này nó to rồi, còn bây giờ mình cứ để như này để nó kéo những cái cành này to lên. Video tôi chia sẻ ở đây tạm biệt tất cả anh em nhé.